Nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc mới có một đứa con dâu như chị. Ở nhà tôi vô phúc. Vô phúc mới có cái ngứa con dâu như chị. Này, quay sang đây. Xem cái. Giống lắm. Không bảo tôi giống ai? Giống kinh khủng ấy. Giống cái bà mẹ chồng ở trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng mà phát cách đây mấy năm mà bà cứ cắm đầu cắm cổ vào xem ấy. Này, bà rất chăm chú xem. Tôi tưởng bà xem thì cũng rút kinh nghiệm được phần nào. Ai ngờ bà còn ghê gớm hơn cái bà ấy nhiều. Ông thôi đi. Ông đừng có mà nói thế nhá. Tôi mà thèm giống bà ấy à? Thì tôi thấy giống thì tôi cứ bảo giống thôi. Đây, đây. Tôi nói để chị biết nhá. Tôi không có thèm quỵt tiền của chị nhá. Chị cầm lấy chị đi đi. Trời đất ơi, đã đi lấy chồng rồi, về làm dâu nhà người ta rồi mà cũng không chịu sống cho nó yên ổn. Nay thậm thụt, mai thậm thụt về ngoại thôi. Còn nói thật, cho đến giờ phút này, con vẫn đang cố gắng gọi mẹ. Là bởi vì con vẫn đang là vợ của anh Thanh. Chứ cách hành xử của mẹ không có gì đáng để con phải tôn trọng cả. Vâng. Mẹ thử nghĩ lại đi. Lúc bọn con đưa tiền cho mẹ, bọn con có ném xuống dưới đất như thế này không? Mà tại sao bây giờ mẹ lại làm như thế? Mẹ làm như thế này có nên không hả mẹ? Tôi phát điên lên mất tôi. Con không nói cái gì sai cả. Im đi. Tôi nói cho chị biết, nhà tôi thật vô phúc. Vô phúc mới có một đứa con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cái lại chém chèm ra. Có phải mẹ chị ở nhà dây chị như thế không? Mẹ ơi, đây là nhà của con. Con thích đi lúc nào thì con đi, con thích về lúc nào thì con về ạ. Vâng, nhà chị. Nhưng chồng chị là con trai tôi. Chả hiểu hôm trước chị rú rít, chị đánh đập nó những gì ở trong phòng nữa. Giờ láo toét đến mức tôi hỏi không thèm trả lời. Hỗn láo đến thế là cùng. Con rất là mệt mẹ. Còn nếu như mà mẹ muốn biết tại sao con quát tháo anh Đức, mẹ cứ gặp trực tiếp con trai mẹ hỏi là biết mà. Tôi biết. Tôi biết chứ. Chị có quyền đánh đập nó, chị có quyền đè đầu cưỡi cổ nó, chị có quyền bắt nạt nó. Vâng, là con ghê gớm. Là chị tự nhận nhá. Bây giờ thì không thèm giấu giếm nữa chứ gì. Đúng là nhà tôi vô phúc. Vô phúc mới có cái ngứa con dâu như chị. Mẹ thôi đi. Con quát mẹ đấy à? Con để cho vợ con nó cưỡi lên đầu lên cổ, rồi bây giờ con cho nó ngồi cả lên cổ mẹ đúng không?